Trinh ơi, Trinh, Trinh. Ủa anh Tài, trời mưa mà anh qua đây làm cái gì vậy? Thích có nhà không em? Anh mới về, có chuyện gì không? Anh đi về đi anh Tài. Không 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 không, Trinh, em phải bình tĩnh nghe anh nói. Thích là một tên sát nhân, hắn ta mổ nội tạng cho con, em phải tin anh. Anh nói gì vậy Tài? Sao mà anh nói vô lý quá vậy? Còn cái gì hợp lý hơn không? Không, em phải tin anh. Thứ không có gì em nghĩ đâu. Anh sao vậy? Chính anh nói là anh muốn tôi và con có cuộc sống bình yên, mà bây giờ anh tới anh kiếm chuyện, rút cuộc anh muốn cái gì? Anh không kiếm chuyện, anh không có thù hận gì ở đây hết á. Anh chỉ sợ là ảnh hưởng tới sự an nguy của em với con thôi. Không sao hết anh. Em phải tin anh. Chị ơi, có chuyện gì em? Dạ không có gì hết anh. Anh còn hỏi nữa hả? Anh đừng có đạo đức giả nữa. Đứa nhỏ đâu? Nhỏ nào? Anh nói cái gì vậy? Hồi sáng nay có phải là anh dắt một đứa nhỏ đi ra đường đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà thì đó, đưa bé ra đó.